mua số lượng rất là nhiều luôn á. Rồi gãy gần gần ở đây giùm anh á. Thôi đi lại đi. Hả? Ngồi nó lại đò nó đi lại là nó sẽ bu theo cái vách đò à. Đi lại vậy đó. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Thì hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại xã Long Khánh, huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Và đây là một cái bến đò để đi qua cái cồn gọi là cồn Long Khánh. Thì hôm nay đến đây Bùi Hồ muốn giới thiệu cô bác quý anh chị một điều rất là đặc biệt, đó là đàn cá phóng sanh. Sau khi phóng sanh thì chúng không di chuyển đi nơi khác mà chúng lại quanh quẩn ở một cái nơi mà đò thường qua lại, và cũng từ đó đến đây thì cũng khá là lâu rồi, và hôm nay Bùi Hồ mới có dịp về đây để quay cho cô bác quý anh chị xem, và mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để tìm hiểu về đồi cá này đó. Thì trong đây là cái bến đò mà nơi cái loài cá phóng sanh đó đang ở gần mép đó. Thì khi loài cá phóng sanh này chúng không đi, chúng ở cứ gần ở những nơi cạn như thế, thì ở đây phát sinh ra những cái dịch vụ như là bán thức ăn cho cá phóng sanh. Em ơi. Dạ cô. Cá phóng sanh là nó nằm ở dưới đó hả cô hả? Phóng sanh lâu chưa cô? À, nó tự lại luôn. Tự lại. Là khoảng thời gian là bao lâu rồi hả cô? À, cũng khoảng 4-5 tháng nay rồi. Dạ. Rồi ở đó thì những loại cá nào hả cô ha? Cá ta thả đủ thứ cá hết, cá gì cá liêu hồng, cá dẫn như cá liêu hồng, cá dẫn, cá rô, cá lóc. Dạ. Cá rô phi, cá chép. Dạ. Là cũng 4-5 tháng nay chúng không đi. À. Lúc đầu là mình có cho ăn không? Lúc đầu thì mình không có cho ăn, rồi sao lại nó đông quá rồi gì mới mua thức ăn gì bán cho người ta, dạ mua giải cho ăn. Dạ thì cá nó nhiều như thế thì người ta có thường bắt nó không con? Bắt nó để bắt, làm thành mình cũng la vậy, người ta có, cũng có để bản cá bóng. Dạ thành. Trước đây thì nó có hiện tượng đó không con? Không. Dạ không có hả? Không. Cô đã bán bánh đò bán nước mía bánh đò bao nhiêu năm rồi? 3-4 năm. Nhưng mà trước đây từ đó giờ cô chưa gặp cái hiện tượng này. Không có, mới có 4-5 tháng nay à. Dạ. Thành thử ra là cô bán thức ăn cho người ta, cho cá ăn luôn. Số lượng cá thì nó đông không hay cô ha? Đông, mình nếu trời nắng quá thì nó nứt, mà nếu trời mát thì nó lên nhiều lắm á. Ừ. Mình giải nha, chút nữa con xuống giải coi, nó đông lắm á. Khoảng giờ này là được hay cô ha? Ừ. Rồi bây giờ cô bán cho con thức ăn. Bịch 5 ngàn à. Chút xíu. Tôi sẽ con gửi tiền cho cô luôn nha. Ừ. Đây cô bán thức ăn cho cá này. Cái bịch này thì 5.000 đồng. Bây giờ sẽ đi xuống dưới đó. Vì phà, những cái chuyến phà nó cứ qua lại liên tục. Nhưng mà đàn cá này có một điều đặc điểm rất là lạ, là chúng không có đi đâu khác ngoài tập trung nơi cái bến đò như thế này. Mặc dù ở đây có rất là nhiều trẻ con, những cái đứa bé nó đang tắm ở dưới đó. Đây. Bây giờ thì Bùi Hồ sẽ gãi thức ăn cho nó ăn. Ô, cá nhiều quá. Bây giờ chúng ở dưới đó. Đấy, chúng bắt đầu lên ăn rồi kìa. Tí quá phóng gần không được. À. Tôi nhỏ là... Ở đây thì số lượng cá nó nhiều không hay anh ha? Không biết, nhiều con đỏ bông. Em ấy thấy chủ yếu là cá điêu hồng. Nó bắt đầu chúng lại kiếm ăn rồi đó. Chơi cũng khá là dạng nha. Dạ. Có, ở đây thì có ai xịt đồ không ha chú? Có mà cũng như là để bạc. Ồ. Dữ không? Ở đây sâu không ta? Sâu. Ở đây sâu lắm hả con? Dạ. Con khi mà con lại gần nó lặn không? Lặn. Chạy cho nó. À.
À, mình sẽ dụ thức ăn cho nó lại gần gần đây cho cả nhà thấy rõ. Sao á, đây này, đây này. Nó bắt đầu lại rõ hơn rồi đó. À, tí xíu nữa thì mình sẽ lên cái bến đò, nó sẽ rõ hơn không? Ồ, số lượng rất là nhiều luôn á. Rồi gãy gần gần ở đây giùm anh hết. Thôi đi lại đi. Hả? Đò nó lại đò nó đi lại là nó sẽ bu theo cái dép đò. À. Đi lại vậy đó. À. À, mặc dù là có tiếng máy nhưng mà chúng không sợ ha. Thôi chiếc đò nó đi qua nó bu vô vách. Anh nó bu vô cái vách đò. Ở đây thì đây là một cái con sông rất là lớn nha cả nhà. Con sông này thì bên kia là thị xã Hồng Ngự, còn bên đây là cồn. Chúng lội thì có thể thấy được theo bầy đàn. À, cá này là cá điêu hồng là chính hả? Cá điêu hồng là nhiều. Trước đây thì có quay một clip thì cũng tập trung theo bầy đàn, nhưng mà cá đó thì cá thiên nhiên, không phải là phóng sanh giống như vậy. Và cá này là cá điêu hồng là người ta phóng sanh. Lên kìa. Ôi. Lên đây cho tao quay cái ơi. Chỉ cái cây ra ngoài á. Cái này nè. Không, cái máy anh chỉ cái cây xuống không được. Mặc dù là có tiếng máy nhưng mà chúng không sợ hả? Không, không. Nó lên dữ lắm luôn á. Nãy nó lên dữ hằng luôn á. À. Nó lội nãy xuống ướt quần luôn mà. À, cái này sâu không? Sâu. Cái mí đắt mà. Mí ấy mà. À. Lội xuống thử không? Anh lội xuống đâu được. Đây là cái chiếc đò nè. Mọi người qua đây thì ngoài việc đi đò thì họ còn truyền tay nhau rằng là cái có một loại cá mặc dù là phóng sanh đã chúng nhưng mà chúng không bao giờ đi. Ở đằng kia nhiều quá kìa. Trời ơi. Lên đò đi, lên đò đi. Bây giờ sẽ lên đò thôi. Vì cái số lượng nó rất là nhiều ở đây đây. Nên mình sẽ lên đò để quay cho cả nhà xem nha. Đò này cũng khá là đông qua cồn nhưng mà số lượng người đi đông lắm. Ở trên đây thì mình sẽ thấy gọi gõ hơn ha. Đây. Đó. Từ từ. Con cá ăn hả? Dạ. Từ từ cho cá. Vậy thì mình sẽ thấy được bao quát hơn. Quá trời luôn. Ông hãy nhặt đây nè, nó túa. Đây này dưới này luôn nè. Cá bự bự kìa. Đây là cá ở ngoài sông này gọi là sông cá chứ không phải là cá của hầm hay đìa gì nha cả nhà. Cá này là cá thiên nhiên. Cá phong xanh. Cá phong xanh thiên nhiên. Ồ. Trời giờ nãy lên rồi. Quay máy cho tôi quay. Rất là nhiều luôn. Số lượng này chắc khoảng cả ngàn con hay anh ha. Ừ. Hơn ngàn con hả? Để tôi chui vô. Đây là những cái con mà mình có thể thấy nó khi mà nó nổi lên thôi. Còn những con mà nó nằm ở tầng đáy ở dưới nữa. Thì thời gian nó tụi nó mà nó tập trung đông nhất là khoảng mấy giờ anh? Không có giờ. Đây. Cho ăn là nó lên à. Ồ quá đông. Nãy giờ tôi đi ra là tao đi ngang là tao ghé tao mua đồ ăn cho nó ăn vậy đó. À. Là lúc nào nó cũng ăn hết trơn. Dạ. Anh ở đây luôn hay gì? Không có, tôi tự trong Tân Hồng ra, tôi đi ra là tôi mua cho ăn à. Ồ. Rất lạ. Mình có thể được, mình xuống dưới thì nó lặn. Cả nhà có thấy cô bác với anh chị có thấy đây là một hiện tượng lạ không? Nhưng mà cá thì điêu hồng thì nó sẽ sống theo bầy đàn, nhưng mà tụi nó thì nó không sống ở một chỗ nào khác, mà đây là một cái bến đò. Thì
lại tập trung ở đây số lượng rất là đông, mặc dù đò ra vô cũng khá là nhiều anh ha. Trước đây thì không có cái hiện tượng này. Tại phóng xanh với nó tự nhiên tấp vô đây cái cho ăn hỏi luôn. Dạ. Em thấy miệng ngoài kia cũng vẫn có à. Chưa ta? Chưa. Lên kịp chuyến đò. Ai ơi, nãy giờ đứng ở trên đò đó quay. Đây 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 đây. Đây. Lên đò thì sẽ quay được thấy rõ hơn. Quá trời số lượng cá nhiều luôn. Cái này ước tính chắc cả gần 5-6 nghìn con. Theo em nghĩ đây có phải là hiện tượng lạ không Tài hả? Cái này người ta phóng xanh lên đây. Người ta phóng xanh lên sau này như người ta thả xuống như đây nè. Người ta thả xuống đây rồi nó coi như là nó như là đất ở đây như đất lành vậy đó. Đất lành rồi nó ở đây luôn đó. Nhưng mà cái hiện tượng lạ dưới cái bầy cá cha dưới đó cũng lạ luôn. Hai cái bầy cá này cũng chắc cũng có cái mối gì đó. Mình có thể thấy đằng kia là những cái rất là nhiều loại cá ha. À. Cá rô phi, cá chì dinh, cá hường nè, cá hường có luôn, rồi đặc biệt là cá điêu hồng là nhiều nhất, đó. Cá chép nữa, có cá chép nữa, nó đủ màu chân đấy không? Nó. Ừ. Cá rô phi đó. Đáng tiếc là tụi nó không loại lại gần đây. À, bắt đầu, cưng lên trả lấy giùm anh một bịch thức ăn nhỏ nữa cho nó ăn nữa cái tay. Nó bắt đầu nó lội lại nhiều hơn đấy. Bầy cá của ở dưới ngự nè. Rất nhiều luôn. Không phải là ít đâu. Thì số lượng cá ở đây á thì khoảng vài ngàn con và rất là nhiều kích cỡ. Có cô bên đây, cô đang nhặt đồ nè, gần tụi nó lại. Ô, nó chạy, mình tính thọt cái máy xuống á, nhưng mà nó chạy đi mất tiêu. Thôi lên thôi. Dạ. Cô nói là sao? Cá đặt chỗ đó lớn lớn, cá lớn. À. Cô có thường chiều, cô có thường ra đây cô ngắm nó không? Thì đi đò đó để xuống đò chơi. Dạ. Thôi mình lên cô bác của anh chị, chắc có lẽ là đợi thời gian vào khoảng 4-5 giờ chiều gì đó thì mình sẽ quay lại. Lúc đó thì mặt nước nó sẽ tương đối là mát hơn. Thì chắc có lẽ là chúng sẽ lên kênh sống nhiều hơn. Thì sẽ cố gắng quay lại một clip nữa để cô bác của anh chị xem nha.